Galaxy Fold tại Việt Nam và lại cháy hàng. Samsung vào ngày 26 tháng 11 vừa qua đã chính thức cho ra mắt chiếc smartphone màn hình gập cao cấp nhất của mình là Galaxy Fold tại thị trường Việt Nam. Cùng với đó là đợt đặt hàng đầu tiên với khoảng 1.000 sản phẩm. Tuy nhiên chỉ 6 giờ sau khi mở bán, Samsung Việt Nam cho biết toàn bộ hệ thống bán lẻ trên toàn quốc đã chính thức hết hàng. Để đáp ứng được lượng người dùng đặt mua vượt kỳ vọng, Samsung tiếp tục mở chương trình đặt trước Galaxy Fold đợt thứ hai diễn ra duy nhất trong ngày mùng 2 tháng 12 và cũng nhanh chóng hết hàng như đợt bán đầu tiên. Tuy nhiên, Samsung không cho biết số lượng máy bán được. Điểm nhấn của Galaxy Fold nằm ở thiết kế với màn hình gập Infinity Flex Display kích thước 7,3 inch đầu tiên trên thế giới, cùng có cơ chế gập mở bản lề mượt mà tựa trang sách. Để làm được điều này, Samsung đã chế tạo một cơ chế bản lề với nhiều bánh răng khớp chặt bên trong. Hãng này cũng đã sáng chế ra một lớp polymer mới và tạo ra loại màn hình mỏng hơn dạng màn hình smartphone thông thường đến gần 50%. Chất liệu mới này cho phép Galaxy Fold có sự linh hoạt xẻo dai khi gập mở. Phiên bản này cũng trang bị giao diện người dùng UX mới, với khả năng mở đa nhiệm ba cửa sổ cùng lúc cùng chế độ hiển thị và chuyển tiếp liền mạch. Galaxy Fold sẽ được phân phối tại thị trường Việt Nam với tùy chọn màu duy nhất là đen vũ trụ, cùng bộ nhớ 512GB, giá bán lẻ đề nghị của máy là 50 triệu đồng.